Cứu tôi với. Con nhà ở đâu? Nhà em ở dưới kia. Cứu. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Sao thế này? Cứu tôi với. Thì làm sao thế? Hai mẹ con đi đâu về? Cứu tôi với. Hai mẹ con đi đâu về mà bị buộc thế này? Đi lấy hoa chuối. Được rồi. Con nhà ở đâu? Nhà em ở dưới kia. Rồi để tôi đưa cô về, hai mẹ con cô về nhà nhá. Vâng. Hai mẹ con uống nước nhá, đưa lên nước cho con. Mẹ thương. Thank you.
Rồi, anh đưa em về. Ở nhà nghỉ đây. Hai mẹ con ở nhà bé thế thôi à? Vâng. Con có gạo gì ăn không? Có thức ăn không? Hết đồ rồi, hôm nay em mới đi lấy chuối để đi bán đổi gạo. Hai mẹ con nghỉ nhá, anh về đây. Vâng.
mẹ tí. Thế giao tí nữa nha. Mẹ tí. Rồi 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 rồi. Bán chuối nhá. Nhá. Ừ. Ừ. Oh,
ngươi thôi. À, đi đi đi. Mới bỏ 20.000. Anh lấy cái này, bỏ em cái này. Nè, em được tiền rồi. Thì mấy nào? Mấy nào? Vâng, cái giống mình. Bao nhiêu đây? 20.000. Xuống nhá. Xuống nhá. Đây đây. Bắt 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 bắt
giặt quần áo nhá. Nha. Nha, chờ mẹ mẹ giặt quần áo nha. Em đứng ở đây chờ mẹ nhá. Ôi, em không có dép. Chào mẹ nhé. Em mẹ xin lỗi em. Chờ mẹ nào, đứng ở đây chờ mẹ. Ngã bụng.
nhắc cho mẹ một tí, cho mẹ một tí. Cho mẹ, cho mẹ. Mẹ xin nhá. Chờ mẹ nhá. Mẹ nấu cơm nấu cháo cho em ăn nhá. Nhá. Chờ mẹ nhá. Hai mẹ con có ở nhà không đấy? Có anh ơi. Anh đem ít tôm với lại cái chảo về cho hai mẹ con. Tôm. Nha, thì tôm, đây là lọ mớ, đây cái chảo. Mà con có gì ăn chưa? Nấu cơm chưa? Em nấu cơm rồi, chưa làm rau. Còn tí. Ăn tí nha.
Mầm mầm đói à? Em nói mầm mầm à? Cho ông cháu giúp em nhé, em nấu cơm ăn nhé. Hai mẹ con ăn thế này thôi à? Vâng, em ạ. Mầm nhá. Ừ nha. Ngon ngon nha. Mầm nhá. Đây. Đây.
Anh ăn cơm với hai mẹ con em. Ừ. Được. Cứ để đấy. Anh cô ăn không? Em ăn đi. Anh đi. Anh ăn rồi à? Ăn cơm rồi à? Anh no rồi. Em mời anh cơm nhé. Ừ, tự nhiên. Ngon nha, em ơi. Ngon nha. Em nhé. Em ăn ăn em đi. Ăn 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 đi ăn đi ăn đi. Hai mẹ con nghỉ nhá, anh về đây. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Ừ. Bye bye đi, bye bye bác đi con. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Quá. Bye bye đi. Bye bye nhá. Cô mua đôi dép gì đấy? Mua cho thằng cò nhà cô đôi dép đấy. Vâng. Thì cháu cho nho. Em bé thấy thương quá nhỉ. Cho nho. Đây. Nó vừa không? Đôi này chắc là vừa đấy. Đấy, vừa đấy. Thử rắc chân này xem nào.
gì á? Cô lấy đôi này nhé. Cô lấy đôi này. Đây đây, cô. Bao nhiêu tiền đấy? Cả hai đôi. Có hết 300.000 này. Cô lấy đâu vậy? Khamu. Nói bánh này bao tiền nè? 30.000 chị ạ, bánh mềm đấy. Xem có bị tiền. Hai mẹ con đón Tết đến đâu rồi? Không có gì cả. Thằng Việt kiều Đài Loan này. Thằng này là thằng người Đài Loan đúng không? Luôn. Ăn to thế. Không đủ ăn được. Phải. Hai mẹ con bán được rồi nên là không có tiền. Kiều. Ồ. Các bạn.
đi đâu rồi? Đây. Xuống nha. Mềm. Chờ mẹ đó nhá. Chờ mẹ lấy mềm cho em nhá. Nóng quá. A chi chi chi. Đợi bố nhá. Lạnh nhá. Đây nào, em ơi, gạo này, quả này, bánh này, mày mua chép nè, mí, mua chép cho em. Thử đeo dép vào nhá. Đeo dép vào nhá. Đứng dậy đi nè. Rồi. Nha. Ui, ngon thế. Ngon nhá. Nghịch không được.
ngon ngon. Ở đây chờ mẹ, ở đây chờ mẹ. Ở đây chờ mẹ nhá. Tắt 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 tắt. Tắt 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 tắt. Để mẹ xin xin, mẹ xin xin. Ếch, ếch, ếch. Bò. Nè, con bò. Ừ. Ừ. Thơm mẹ, thơm mẹ, thơm mẹ. Bò. Bò ơi. Em làm cái gì đây?
pim nhá. Đây, 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 vào trong đây thôi đi con mẹ thổi đi con mẹ thổi đi thổi bóng bay nè bóng bay nhiều nha nhiều nha nha núi mà muốn làm gì lành con đây 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 ở đây chờ mẹ nhá nhá mẹ đi tìm canh nhá canh đào nhá mẹ mẹ buộc móng bay lên kia ôi vớ rồi à, không sao không sao không sao đâu không sao đâu không sao đâu à, vớ một quả không sao đâu nè nè em hết đấy em hết đấy em hết đấy chờ mẹ một tí nhá mẹ đi lấy canh đào nhá
nào. Đưa cho mẹ xin xin. Tê na cho mẹ xin xin nào, mẹ xin xin nào, mẹ xin xin nhá, mẹ xin xin nhá, mẹ xin xin nhá. Chờ mẹ nha. Ừ. Mama. Bữa. Hai mẹ con làm gì đấy? Em đang trang trí cái đào Tết rồi. À ha. Anh về nhà đi. Bác đến chúc mừng Tết nhá. Có chút quà về cho hai mẹ con nhá. Anh có chút quà về cho hai mẹ con nhá. Ôi, anh đem quà gì vào nhiều cho hai mẹ con em thế. Đây anh có tầm bánh này, với lại một bộ quần áo cho cò nhá. Anh đem đồ vào cho mẹ con em nhiều quá. Đây là gói bánh này, hộp bánh kẹo cho hai mẹ con nhá. Em cảm ơn ạ. Đây mì xì cho con nhá. Bác mì xì nhá, bác mì xì con nhá. Con xin bác nhá, nhá. Con xin bác à. Có bánh này cho em này, lấy con lấy bộ quần áo nhá, bác cho con nhá. Ôi, bác lấy cho con nhiều đồ quá nhỉ. Con bác cho con nhá. Này này, đồ mới này, đồ mới này này. Bác một quần áo mới cho này. Ôi, xem nào. Đẹp nhỉ. Đẹp đi chơi Tết nhỉ. Đẹp đi chơi Tết nhá. Nhá. Mâm. À, tí nữa mẹ cho con ăn nhá. Tí nữa mẹ cho con ăn nhá. Mẹ cho con ăn nhá. Bác đem vào cho nhiều quá nhỉ. Cảm ơn bác nhá. Cảm ơn bác nhiều nhá. Này, bác bế tí nhá. Đây, bác bế một tí. Bế một tí. Mầm. Nói á. Mầm á. Tí nữa ăn nhá. À.
Rồi, tí mẹ bác cho ăn nhá, mẹ bác cho ăn nhá. Mẹ bác cho ăn nhá, cảm ơn bác nhiều nha. Cảm ơn bác đã đem đồ về cho nhá, cho hai mẹ con em nhá. Con nghỉ nhá, anh về đây. Vâng, anh về nhá, em cảm ơn nhá. Đem nhiều đồ về cho hai mẹ con em quá. Bác về nhá. Vâng ạ. Bye bye đi, bye bye đi. Con nghỉ nhá, anh về đây. Vâng, à, cảm ơn ạ. Yêu nhau tí nhá, yêu nhá, bye bye. Bà. Chào con nhá. Bye bye. Ừ. Bác đi về. Bác về nhá, hai mẹ con nghỉ ngơi nhá. Bye bye. 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 Bye bye.